Thưa quý vị, với tâm niệm sống là cho đi, bác Nguyễn Phi, bảo vệ trường mầm non Ngọc Lan, phường Nam Dương, quận Hải Châu, đã làm được nhiều việc tốt, tham gia tích cực vào các hoạt động thiện nguyện tại nơi công tác và địa phương cư trú. Những việc làm của bác tuy nhỏ, nhưng có ý nghĩa tác động tích cực và lan tỏa trong cộng đồng, khu dân cư. Xuất thân là một thợ cơ khí. Khi tuổi đã lớn, bác Nguyễn Phi xin vào làm công việc bảo vệ ngoài giờ tại trường mầm non Ngọc Lan. Vốn quen tay với công việc, những lúc rảnh rỗi, bác Nguyễn Phi tỉ mỉ đóng từng kệ sách, chăm sóc từng ly từng tí cho những gốc cây, giỏ hoa, những bồn cây cảnh luôn được cắt tỉa gọn gàng, tưới nước thường xuyên nên lúc nào cũng tươi tắn rực rỡ. Bác Nguyễn Phi là nhân viên bảo vệ của nhà trường được 6 năm rồi, nhưng bác rất luôn ân cần, gần gũi với tập thể cán bộ giáo viên nhân viên và đặc biệt là với các con học sinh ở trong trường. Từ những cái việc làm cần mẫn, siêng năng, chịu khó của bác thì bác chính là một trong những cái tấm gương nổi bật trong việc làm hàng ngày. Và tính những cái việc làm hàng ngày đấy thì đã là để giúp cho cán bộ giáo viên nhân viên của nhà trường có những cái học tập. Với các cháu mầm non, bác Nguyễn Phi luôn là người ông, sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ các cháu gặp khó khăn. Tuy tiền lương ít ỏi nhưng bác luôn tiết kiệm và vận động các mạnh thường quân, mỗi năm 3 lần trao quà cho các cháu với số tiền hàng chục triệu đồng. Bác Phi là một người bảo vệ rất là tận tâm. Hàng ngày bác cũng rất là quan tâm đến trẻ. Bác thường tham quan các lớp xem thử các cháu ăn ngủ như thế nào. Rồi bên cạnh đó là bác cũng hay trao những cái xuất quà đến cho các em trong cái dịp là Tết Trung Thu cũng như là những ngày quốc tế thiếu nhi. Với bà con khu dân cư, bác Nguyễn Phi còn là một tổ trưởng dân phố nhiệt tình với công việc. Đồng thời bác còn nhận bảo vệ chăm sóc khu di tích lịch sử Nghĩa Trụ Phước Ninh. Với sự cần mẫn của bác, khu di tích luôn sạch đẹp. Nếu mà sức khỏe của tôi được khỏe mạnh thì tôi sẽ chăm lo và làm tất cả những việc gì mà theo tâm của tôi. Chẳng hạn như Nghĩa Trụ hay trường Ngọc Lan, buổi sáng là về dạy là quét dọn Nghĩa Trụ, rồi tưới cây hương khói cho các ngài, xong rồi lúc đó mới về gia đình rồi. Những việc làm tốt của bác Nguyễn Phi đã có sự tác động mạnh mẽ đến giáo viên và người lao động, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong nhà trường. Từ cái tấm gương gần gũi đời thường của bác Phi thì đã làm cho cái phong trào là học tập và làm theo tấm gương đạo đức của bác Phi cũng làm cho phong trào ngày càng được lan tỏa và nhân rộng nhiều hơn, không chỉ trong đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên mà với những người dân trên địa bàn của phường. Công việc bảo vệ tại trường mầm non Ngọc Lan tuy không nặng nhọc lắm nhưng rất cần sự siêng năng, chăm chỉ và trách nhiệm, và bác Nguyễn Phi luôn là người như thế.